Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm nay, ngày 7 tháng 10, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ tối qua cho tới 8 giờ sáng nay có nơi trên 120mm, như là ở Tân Đồng của Yên Bái, lượng mưa là 197,2mm, Hùng Đức Tuyên Quang 187mm, ở Thanh Ba của Phú Thọ 144mm, ở Nghinh Tường của Thái Nguyên là 140,6mm, Quản Bạ Hà Giang 124,8mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm, có nơi còn trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, cũng như là nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cũng nằm trong xu thế khu vực, thủ đô Hà Nội hôm nay vào trưa chiều có mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 31 độ. Mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn từ chiều tối đến đêm, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của quý vị trong thời điểm này. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ. Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, dưới tác động của giải mây dông gây ra mưa cho khu vực này trong cả 2 ngày cuối tuần, thậm chí là diện và lượng thì còn nhiều hơn cả khu vực phía Bắc. Nhiệt độ lúc này tại khu vực cũng giảm đáng kể, trưa chiều dao động từ 27 cho đến 30 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, do vẫn còn giải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu nên vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông về chiều tối. Ngày trời nắng với nhiệt độ trưa chiều từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Thành phố biển Đà Nẵng ban ngày nhiều mây, trưa chiều đôi lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 31 độ. Người dân có những hoạt động nghỉ dưỡng tại đây cần mang theo ô dù, mũ nón để chống nắng và vừa có thể đề phòng những cơn mưa bất chợt vào chiều tối. Mưa sẽ xuất hiện sớm từ chiều và rải rác đến tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất còn khoảng 26 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trong hôm nay có xu hướng giảm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay nhiệt độ cao nhất là 32 độ, mưa chỉ xuất hiện rải rác với lượng nhỏ. Tối và đêm nay trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ. Dự báo từ ngày mai, mưa lại gia tăng trở lại. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.